À, hôm nay các bạn thấy bà xã làm món gì đây? Trước hết phải kho thịt trước heo. So one that's a make something. The recipe. She beamed the frog first. Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đang 16, mái tóc chấm ngang vai, tình như nụ hoa nở trong lòng đời ngọt ngào. Rồi yêu thương ai đem ghép cho đôi tim non, đêm xuân qua cho nhau thấy nào nào, ai thương yêu ai đó chỉ là tình. Xếp bút nghiêng đăng trình tôi giã từ, tiễn đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ, thời gian trôi qua mau giữ tin yêu cho nhau. Giờ là bỏ nhĩ nha, nhớ thương một ngày. Nấm nè, nấm rơm nè, rồi hành tây, hành lá, các bạn muốn bỏ cái gì mà không tùy, tùy theo ức vị, cà chua. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo, một vầng trăng xẻ bóng chia đôi áo đan chưa rồi. Lỡ mưa đông về giá lạnh. Rồi bây giờ bỏ vô trong lạnh. Tôi chia tay nhau từ đây, nghe nước mắt bay qua. Biết lỡ yêu thương sẽ đông thương. Tủ lạnh khoảng, bỏ vô tủ lạnh khoảng mấy tiếng nữa đồng hồ. Giờ put the fridge for an hour and a half. Right. Trong lúc chờ đợi mọi thứ xong thì nhìn mưa rơi, hôm nay mưa quá trình luôn, chắc phải mưa 3 ngày luôn, chắc sắp sửa có lụt luôn, trời đang mưa. Bây giờ là mình mới làm cái không giờ các bạn làm cái này nè, làm giống như là cái băng tennis rồi đó. Điều này thì thích ăn bự cho nên làm gì cũng bự đó. Còn các bạn làm thì nhỏ cho nó đẹp, không làm nhà ăn đó, đó cái băng là gì đó. Như cái băng tennis vậy đó, cái băng tennis. Trước hết là mình phải bỏ vào trong bột nè, đăng ở trong bột trước. Đăng ở trong bột trước nè, đăng đều trong bột nè. Như làm nhỏ hơn thì nó đăng dễ hơn. Đăng trong bột trước nè, bên qua đây đăng với trứng. Đăng trứng nè. Nó vàng vàng, nó vàng, nó vàng, nó vàng, nó vàng, nó vàng, nó vàng.
đưa lên đây để cho nó ráo dầu. Ráo dầu được các bạn. Và tí nữa mình làm ăn món sốt it's all done. And make a sauce with smoke sauce and what you call it, hot sauce and some sauce, okay. About four colors of sauce, okay. And this one, I taste it now, see? You can hear my hot stuff. So that then like hot stuff. Bây giờ là thành quả làm bánh này là bánh của Pháp, mình không biết gọi tiếng Việt là gì đây. Cái gọi là cơm cơm bánh tennis ha. Ngon quá quá các bạn. Rất ngon. Very good. Thôi sao chờ các bạn.